Vâng, xin chào toàn thể các thượng đế nha. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lại lên cho các thượng đế này mấy con máy cắt cỏ đúng không? Và có lẽ là bây giờ là đang chuẩn bị là vào mùa cắt cỏ rất là nhiều rồi. Thì hôm nay thì có mấy con máy cắt cỏ cửa hàng chúng em đang bán thanh lý xả hàng luôn cho anh em nhé. Đấy, để cho anh em làm nhu cầu muốn sử dụng một chiếc máy cắt cỏ giá hạt rẻ, cực kỳ rẻ luôn anh em nhá, thì anh em có thể lên tham khảo cái lô này. Đầu tiên ấy ạ, thì là con V1. Đấy, cái con V1 này đang bán với cái giá 800 ngàn thôi. Quá rẻ đúng không anh em? 800 ngàn anh em nhá. Con này đến từ nhà thương hiệu Hitachi. Hàng này nó là hàng của bãi Nhật. Mà con này nó là hàng nhỏ để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình. Đấy, với cái tần suất mà xài về cắt cỏ vườn bờ ao đồ linh tinh, hoặc là anh em cầm một chiếc máy cưa máy cắt cỏ nó nhẹ nhàng. Đấy, phụ nữ có thể cắt được. Con này thì công suất nhỏ nhẹ nhá, công suất 23cc. Đấy, 800k nha anh em nhá, cực kỳ nhẹ nhàng cho anh em luôn. Tay ga này, tay ga hết, tay ga đẩy, công tác của nó đây. Đó, tắt, đây là chiếc y là nổ. Đầy đủ hết cho anh em nhá, chắn cỏ đầu bò này. Rồi, và anh em lấy cái con V1 này sẽ tặng kèm cho anh em là một con dao với lại là một cái dây đeo cho anh em về sử dụng nhá. Máy móc thì còn đang chạy ngon lành hết luôn, không cần phải lăn tăn gì cả. Đây, bộ chế là bộ chế 2 kim nha anh em nhá. Đó, vẫn đang chạy ngon lành hết anh em nhá. 800 ngàn quá rẻ luôn đúng không anh em? Rồi, giật test nổ này. Thấy không? Nổ rất là êm ái. Đấy, rất là êm ái nha. Thấy không? Con này ạ, thì nói chung là hàng này nó là hàng cũ anh em nhé. Hàng này là hàng máy cũ. Đó, máy cũ. Đó. Rồi qua con V2. V2 là một con máy cắt cỏ tiếp, cũng là hàng máy cũ luôn. Con này thì giá 950 ngàn. Quá rẻ luôn đúng không anh em? Đấy, 950 ngàn anh em nhé, cho anh em nhu cầu về sử dụng gia đình. V2. Con này là V2 nhé. Anh em nào mà muốn đặt hàng nhé, thì anh em chỉ bảo là anh muốn mua con V1 hoặc là con V2 hoặc là con V3 anh em nhé, là được. Đấy, tránh anh em mà nói thì em không biết là anh em muốn đặt cái con gì, và cửa hàng chúng em lên thì rất là nhiều video. Đấy, thì anh em chỉ cần đọc cho em cái mã này thôi. Anh muốn mua con V1, V2 hoặc là con V3 là được anh em nhá. Đấy, con này thì nó cũng là hàng máy cũ này, nhưng mà con này thì công suất nó lớn hơn cái con V1 một tí xíu. Đó. Tum, đó, vẫn là hệ máy tum rời nha anh em nhá. Máy móc thì vẫn đang chạy ngon lành, anh em lấy thì sẽ tặng kèm cho anh em là một con dao và một cái dây đeo. Đây, phần đầu bò của nó đây. Vẫn là chạy đầy đủ hết cho anh em nhé. Ống cần là ống cần to, tay ga là hệ tay ga bóp. À, tay ga là hệ tay ga bóp nha. Đấy, máy móc vẫn đang nổ ngon lành hết từ A tới Z cho anh em luôn. Con này thì công suất của con này là 33cc anh em nhé. Con này thì công suất 33cc. Đó, máy này cũng dạng là máy tầm trung rồi đấy ạ. Anh em nào mà nhu cầu về sử dụng gia đình, hoặc là anh em lâu lâu mới bỏ ra cắt cái cỏ chơi chơi, thì lấy con này cũng rất là hợp lý nhá. 950 ngàn. Giờ test tổ cho anh em nghe qua này. Đấy, ok cho anh em giật này, cái một là nổ nhá. Đó, 950 ngàn cho con V2. Đó, nói chung là con V1 và con V2 này thì em bán cho anh em mà nhu cầu về sử dụng ít, lâu lâu mới bỏ ra cắt chơi chơi thì lấy con giá thành như thế này. Còn nếu mà anh em nào ấy mà với cái tần suất mà về nhu cầu sử dụng nhiều, nói chung là về đi làm vườn làm rẫy đi ạ, anh em ngả khu vực Tây Nguyên hoặc là khu vực miền Bắc, ngả ở trên ngả Cao Bằng Lạng Sơn làm vườn làm rẫy rất là nhiều nhá. Thì hôm nay em lên cho anh em một con máy mới tinh 100%. Máy mới tinh 100% nha anh em nhá. Con này thì giá 2 củ 2. Hiện tại con này ạ thì nó ngoài cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3 triệu. Nhưng mà lên trên video này thanh lý xả hàng luôn 2 triệu 200 ngàn nhá. Con này là hàng máy mới 100% luôn. Và đặc biệt ý ạ, con này thì với cái công suất của nó rất là to. Công suất của con này lên đến 41cc, lần cơ nòng của nó là 40mm. Rất thoải mái cho anh em về sử dụng này, cắt cước, cắt đồ linh tinh, cắt cước phát dao thoải mái luôn anh em nhá. Đấy, con này thì nó là dòng Hukama 541.
Đó, dòng này thì nó là hàng copy của dòng Humana 541 của Thụy Điển anh em nhé. Chắc anh em nào mà sử dụng về máy cắt cỏ nhiều hoặc là am hiểu về máy cắt cỏ nhiều có lẽ là không còn xa lạ về thương hiệu Humana của hàng Thụy Điển nữa rồi đúng không anh em. Đấy, và con này thì nó là hàng copy. Đấy, chụp ra trợ lực này, tích hợp chụp ra trợ lực này. Và con máy này thật sự là xài cực kỳ ngon so với tầm giá anh em nhé. Đó, copy với dòng Humana nhưng mà ấy, con này ấy, thì giá thì rẻ bằng 1/3 con Humana thôi. Ý sẽ là anh em bỏ ra mua 3 con này, mua một con Humana thì sẽ mua được 3 con này anh em nhé. Đấy, mà sử dụng con này thì cực kỳ ngon cho anh em luôn, anh em không cần phải lăn tăn. Đó, đây, tay ga vẫn là tay ga bộ này. Đó, đầu bò của nó đây, đầu bò cực kỳ dày dặn nhá. Anh em thấy chưa? Và anh em lấy cái con V3 này sẽ tặng kèm cho anh em là một con dao, một con dao, một ổ phát cước, một chắn cỏ, một dây đeo, một bộ đồ nghề và bao ship cho anh em tới tận nhà nha anh em nhé. Là sẽ được tặng kèm cho anh em 5 món phụ kiện đấy ạ. Đây, con này là hệ cần rời luôn anh em nhé, cần rời này. Đấy, này bán thanh lý cho anh em. Chân chống là hệ chân chống sắt, chân chống bảo vệ bình xăng, chân chống sắt nhá. 2.200.000 cho con này. Rồi giật test nổ cho anh em nghe qua này. Máy mới 100% nhá anh em nhá. Ok cho anh em. V3 2 củ 2 anh em ưng thì có thể liên hệ cho cả chúng nha. Đấy. Và vâng, thì hôm nay thì vừa rồi em đã giới thiệu cho anh em 3 con máy cắt cỏ cả hàng chúng em đang thanh lý. Anh em là có nhu cầu thì có thể liên hệ cho cả hàng chúng em. Xin chào toàn thể anh em nhé.